Hello, Quang xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Quang xe máy của Quang nha. Đầu ngày mới Quang xin chúc anh em có một ngày mới tốt lành, thật nhiều niềm vui nha mọi người. Xem video có những phút giây thư giãn. Thì trước mắt anh em đây là chiếc Future nha. Future Neo đời này đời 26 nha anh em. 26 sườn xám. Chất xe thì cực kỳ đẹp luôn mọi người. Chiếc này 206 sườn xám, chủ lên tem 29 nha anh em. Nhưng mà áo vẫn là áo theo xe 206 nha, rất là dày nha. Rồi con đi một vòng cho anh em xem. Chắc xe đẹp, cứng cáp, máy ghi im, áo theo xe. Màu này cũng khá hay nha mọi người, màu này gọi là màu bạc đen nha. Biển số Huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Đây, dàn chân nè. Phải sơ cho anh xem dàn chân nha. Ốc tán căm dành, bạc long lanh luôn. Mở bình xăng ra xem mấy riêng mọi người. Đây, bình xăng nha mọi người. Chắc xe đẹp nha anh em. Thấy nó là rất đẹp nha. Chiếc này Quang bán 30 mấy triệu nha. Đế ghi nha anh em. Đế 26, tháng 8, 26. Mút nó già có thai nha anh em. Theo thời gian 5 tháng thì mút nó ngồi xẹp á. Chủ người ta muốn thay mút dày luôn, ngồi cho sướng nè. Nó không bị đau lưng. Bình xăng nha anh em. Này, ốc bình xăng nè. Để Quang vài chi tiết cho các em xem. Sườn xám nha. Sườn rất đẹp luôn. Màu này nhìn cái thật cứng cáp xe mọi người. Ốc chưa máy nè, sườn nè, cầu gấp nè. Chiếc này Quang bán 35 triệu nha anh em. Anh em mua mấy dòng này thì nó bền bỉ nè, giữ dáng nè, giữ giá nè. Đặc biệt là giữ giá nha anh em, và đặc biệt đi rất là im nha, im sướng nha. Hai mấy triệu anh cũng có nha mọi người, 206 luôn. Chung tiền nào của nấy nha anh em. Xe cũ thì nó muôn hình dạng trạng lắm mọi người. Cái đèn trong veo à, đủ lên đèn led luôn. Tem 29 mới của hãng nha anh em. Sẵn về cái phục trước cho các nhà xem. Ốc tán nè, dàn thật à, điều xe lắm. Xe này em nhìn ở ngoài thích ngay nha. Đầu lòng nè. Đầu lòng bao ghim cho anh em. Đây, dàn lốp đây. Đằng số nè, xanh chanh luôn nha mọi người. Xanh và xanh đều luôn nha. Tem 29 đây, 125 chữ lớn. Cả nhà xem video chưa bấm đăng ký kênh, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha. Cảm ơn anh em. Xem video có góp ý gì cứ để lại comment nha anh em. Quang sẽ trả lời những thắc mắc của anh em. Một sơn này kia liền lắm. Nói chung dàn chân xe này rất là đẹp mọi người.
sẽ hàng ba máy bên Quang là khá đẹp nha anh em. Xuống máy này. Xe này mỗi xe qua sẽ quay xuống máy nha. 495 tuổi. Đây khi có lỗi ship á, anh em cũng tiện theo dõi. Cặp phục future nha anh em. Phục future mới tinh luôn nha. Phục này thì tăng đưa một nắp hai nắp được, nặng nhẹ. Phục hãng luôn nha mọi người, không phải phục tàu lao nha mọi người. Bữa nay thì cái chịu cặp á, mỗi lần thì 500-600 gì à, mấy năm trước á. Đây mới tin luôn. Chủ này cũng khá là chịu đầu tư nha nè. Đâm này, đâm này. Đừng xem đất dành còn à, LH. Vỏ nè, về đi luôn khỏi thai nha nè. Đẹp trước LH luôn, trùng mã mà đẹp vậy nè mọi người. Trùng mã luôn nha. Có phục đây xưa người ta có ổ khóa, bây giờ nó hơi hằng nè. Ổ khóa trước anh em. Còn 06 nha, đúng luôn nha. Để hồi qua nổ máy cho cả nhà nghe. Lồng chữ ớt rồi, ốc đầu chữ ớt rồi. Rồi thì Quang đi một vòng sơ lược đó. Giờ Quang nổ máy cho cả nhà nghe nha. Mình nó công tắc rồi cả nhà. Dù nè. Máy bu chắc là đang nổ nha anh em. Mua cho cả nhà xem dưới luôn. Ở dưới nha, sườn bao luôn cho anh em. Chân giữa nè anh em, chân ngang chân giữa rất là đẹp luôn nha. Chân ngang nè. Sườn đẹp tới cái hốc luôn rồi. Đẹp chân à. Sáu cái hơi chắc lắm anh em, lực lắm. Rồi thì vừa rồi một chồng chiếc Fujinel đời 26 hiện đang có tiệm Quang nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại dưới góc màn hình video. Video nha anh em, xem video nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Quang. Cũng như nút like nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ạ. Bye bye.